tôi chỉ có Giê-xu mà thôi. Được hết người, được phạm tội.
Hội Thánh lắng nghe. Tôi sẽ đọc trong Matthew chương 19, câu 16. Cũng là câu chuyện này, nhưng mà được chép trong sách Mark, sách Matthew đối chiếu với sách Mark, chương 19, câu 16. Ngài có một người đến hỏi Ngài rằng, thưa Thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời. Đây là bản dịch cũ. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn. Ngươi hỏi, điều răn gì? Đức Chúa Giêsu phán rằng, những điều này: đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng ăn trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy thảo kính cha mẹ, hãy yêu kẻ lân cận như mình. Người trẻ đó thưa rằng, tôi đã giữ đủ các điều này, còn thiếu chi cho tôi nữa? Đức Chúa Giêsu phán rằng, nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo làng, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Nhưng khi người trẻ nghe xong lời này thì đi bộ buồn bực vì chàng có nhiều của cải lắm. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui vào lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ nghe lời ấy thì lấy làm lạ lắm mà nói rằng, vậy thì ai được lỗi? Đức Chúa Giêsu ngó môn đồ mà phán rằng, điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm được mọi việc. Cái câu chuyện này thì rất hay. Khi ai đọc câu chuyện này lên thì cũng được khen hay và hỏi có hay không, hiểu hiểu hay, hỏi có hiểu không thì không hiểu, thường là như vậy. Và khi hai người nói chuyện với nhau thì câu trước câu sau thì rất dễ hiểu nhầm nhau, và cái câu chuyện nó khó hiểu như này thì cũng rất dễ hiểu nhầm. Và cái câu chuyện này đã bị hiểu nhầm rất nhiều và đã bị xuyên tạc, và cũng bởi câu chuyện này mà sinh ra tà giáo rồi. Thì để lời Chúa được rõ ràng và chính xác ra để chúng ta không bị hiểu nhầm thì tôi sẽ có được xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta trong việc học hỏi lời Chúa. Xin Chúa chúng con, cầu xin Chúa để tự cứu chúng con, con cầu xin Chúa sẽ soi sáng cho con nhận được chân lý của Chúa, nhận được lời của Chúa. Chúng ta theo Chúa lâu năm thì chúng ta sẽ học một cái bài học, đó là tình yêu có ba loại tình yêu. Chúng ta có tình yêu mặc dù, tình yêu nếu và tình yêu vì. Nhưng mà ta theo Chúa lâu năm đã học cái bài học này rồi. Bài học là tình yêu nếu, là nếu anh có tiền, anh có nhà, anh có xe thì em lấy anh, nhưng là cái con là tình yêu. Thứ hai là tình yêu vì, là bởi vì chúng ta cùng hội thánh với nhau nên cuộc phải yêu nhau, bởi vì chúng ta là đồng bào, đồng chí, đồng tình với nhau, chúng ta phải hòa thuận với nhau. Tình yêu mặc dù anh có số sao tôi yêu anh, thì đó là ba loại tình yêu mà có thể chúng ta theo Chúa đã học rồi. Và ngày hôm nay thì trong cái câu chuyện này thì tôi muốn chia sẻ với hội thánh Chúa một cái bài học về ba chữ đạo. Chúng ta đã học ba chữ tình, thế mà chúng ta sẽ học ba chữ đạo. Học ba chữ đạo, chúng ta có tình yêu nếu, vì tình yêu dù mặc dù. Chúng ta học ba chữ đạo. Để chữ đạo đầu tiên đúng được học hội thánh này, đạo mạo. Đạo mạo hội thánh hôm nay thấy tôi tất cả bạn, cho nó đơn giản là tôi tất cả bạn không, tất cả bạn. Để tôi muốn cho mọi người nhìn thấy là sự đạo mạo của một con người được phát lên bởi đôi cánh hoặc mặt, nói là đôi cánh hoặc mặt, tức là cái áo tôn vinh người mà nó sẽ tôn vinh nó. Cái sự đạo mạo này rất là quan trọng. Chúng ta tưởng tượng về Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ không tưởng tượng Ngài xấu. Chúng ta sẽ tưởng tượng về vinh quang Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ tưởng tượng vinh quang Chúa tốt đẹp. Tưởng tượng một cái vinh quang rất là tươi sáng và đẹp. Khi ta nhìn thấy một người ăn mặc một áo xanh, một quần xanh, một cái mũ vàng, chúng ta biết là một người công nhân, nó cái áo rách dưới trên mặt đường, mặt cúi xuống, cái diện mạo bên ngoài, chúng ta biết ngay là người này người nghèo, hay là người ăn xin. Và chúng ta đi ra đường, chúng ta thấy một người mặc áo xanh sọc vải vàng, bảo hộ cẩn thận, rồi
tay cầm chổi à, chúng ta biết là người quét rác, tức là cái bên ngoài nó nói lên con người. Và trong câu chuyện này chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có hai nhân vật mà thôi, nhưng thực ra thì đọc lên hai nhân vật thì thực ra thì rất là nhiều người ở trong câu chuyện này. Câu chuyện này là hai nhân vật chính là Giêsu và người giàu. Chúng ta tưởng tượng rằng một người giàu thì diện mạo họ như thế nào? Họ sẽ mặc không nhiều một như lộc, họ sẽ có tiền để spa, để chăm sóc dưỡng da, họ sẽ mua những bộ quần áo đắt tiền nhất, họ sẽ cưỡi con ngựa khỏe nhất, đi chiếc xe đẹp nhất, họ sẽ ăn mặc cửa ấm. Còn Giêsu lúc này đang ở dưới trần gian, lúc này là ngài rất nổi tiếng, còn ngài là một thầy truyền đạo nổi tiếng, còn ngài cũng xưng mình là đấng Christ với mọi người rồi. Lúc này ngài rất là nổi tiếng ở trong ấy, nổi tiếng còn là như một như Billy Graham hoặc là như ông John Maxwell bây giờ chẳng hạn, như là những người rất nổi tiếng. Thì cái cách ăn mặc của Chúa là như thế nào? Rất là đạo mạo. Ở đây là hai người đạo mạo gặp nhau. Nhưng mà trong cái bối cảnh này, chúng ta tưởng tượng rằng một người giàu ấy, nếu như thực ra là một người giàu ít thì họ đi một mình lắm. Và đặc biệt là nếu họ đi mua hàng, đi buôn bán, đi làm ăn giao dịch thì càng là họ đi một mình. Người giàu họ sẽ đi cùng với những người khác, tùy cùng họ nào, người đi cùng họ. Hoặc chí họ cũng sẽ có vợ, họ con đi cùng họ. Còn người giàu thường như vậy. Và người Do Thái ấy, thì khi họ đi đâu thì họ đèo vòng cả con cái vợ đi. Người Do Thái thì người nam đi đâu thì người nữ là thường đi theo đó. Thì cho nên là cái người đàn ông này đến gặp Chúa Giêsu chắc chắn sẽ có người thân của họ đi cùng, người gia đình họ đi cùng, hoặc người nam đến trước nhà họ tùy tùng đi cùng họ. Bên cạnh đó chúng ta biết rằng Chúa Giêsu có 12 môn đồ đi theo ngài, có những người nữ, người đàn bà đi theo ngài và có những môn đồ khác đi theo ngài. Vậy là ở đây là có hai đoàn người, nếu như không nhiều người thì phải là hai nhóm người gặp nhau. Và ở đây là hai con người giàu rất là đẹp và đạo mạo, và Chúa Giêsu cũng đẹp và đạo mạo không kém. Nếu ta tưởng tượng, nếu ta có thể hình dung được điều này. Và cái điều quan trọng ở đây là người giàu này là người trẻ tuổi. Theo thống kê đấy, thì theo thống kê thì những người giàu là những người giàu ở cái thời kỳ hiện tại của thế kỷ 21 thì rất ít người giàu dưới 30 tuổi, tức là toàn 30 tuổi mới giàu. Còn những người mà dưới 30 tuổi mà giàu thì là giàu nhờ của cải của bố mẹ để lại, và hoặc là chúng nuôi chúng số, hoặc là buôn bán thành đạt, hoặc là được sinh ra trong cái gia đình học thức cao thì mới giàu trước 30 tuổi. Còn theo thống kê thì 80% những người giàu là những người sau 30 tuổi mới giàu. Nhưng ở đây chúng ta sẽ biết là người trai trẻ này là người giàu có, cũng có thể là người này chỉ khoảng 30 tuổi hoặc trẻ hơn một chút mà thôi. Thì chúng ta sẽ tưởng tượng là một người trai trẻ này sẽ là một người rất là tuyệt vời. Nếu như ông ta có vợ có con rồi thì ông ta đúng là một người đàn ông mẫu mực. Hoặc nếu như không có vợ có con, chưa có vợ có con ấy, thì cũng là một người đàn ông mà đáng để các cô gái phải chú ý tới. Và cái sức mạnh của Chúa Giêsu đó là Chúa Giêsu đã thu hút được một người giàu và trẻ tuổi đến với ngài. Chúng ta thường biết là người trẻ tuổi ấy, thường ngỗ ngược, thường bạo nghịch, thường có những cái thế gian, họ mang tính chất thế gian nhiều hơn, bởi vì người trẻ tuổi họ mới lao vào thế gian, họ yêu thế gian nhiều hơn. Nên là cái sức mạnh của Chúa Giêsu mà Chúa đã tỏa ra từ cái linh lực của ngài là Chúa có thể thu hút được một người trẻ đến gần mình. Ở đây trong câu chuyện, ở trong một số bản dịch khác ấy, thì chép là người trai trẻ này đến để thử Giêsu, đến để thử thôi, chứ không phải là đến để tìm ra ngài thật. Có một số khác thì có thêm vào rằng người trai trẻ này là một cái người làm quan, tức là cũng là có học thức rồi và cũng là người có địa vị xã hội nữa. Vậy thì người này đến với Chúa Giêsu và Chúa Giêsu đã thu hút được người này đến với ngài. Nhưng mà cái trong sách Mác thì chép rất hay, đó là người này đến với Chúa mà quỳ xuống. Điều này đến rất hay. Thì khi mà tôi suy nghĩ lại điều này, tôi thấy cái sách Mác chép rất là chi tiết ở đây là cái chữ quỳ này rất hay. Chữ quỳ là thể hiện sự tôn kính Chúa Giêsu của chúng ta. Tưởng tượng nhé, bây giờ tôi là một người bình thường, ăn mặc bình thường, ăn mặc quần áo lao động chẳng hạn, đi làm trong công trường chẳng hạn. Nhưng mà cái người giám đốc công trình nó đến và gọi tên tôi, và tôi
ăn uống với người này, thì vị trí của tôi giữa với những người công nhân khác sẽ khác. Khi ta gặp một vị tổng thống hay là một người giàu có sang trọng, một người quyền cao chức trọng đi, chúng ta đến chào họ và họ chào lại chúng ta như thể đã quen biết, thì tức là địa vị trong xã hội chúng ta là có. Và con người thường chặn cái này, đó là cái đạo mạo này. Có rất nhiều người sang nhưng không chặn, người quyền nhưng không quý, và họ thường mua cái sự sang trọng, cái sự quyền quý này bằng cái cách này, đó là thấy sang thì bắt quà làm họ, tức là họ thấy người khác tuyệt vời hơn mình thì họ đến họ chào hỏi lễ nghĩa, hoặc là họ muốn gọi là có cái thái độ kết nối với cái người tài giỏi đó, để cho mình, để vì cái người kia nổi tiếng mà, để cho mình cũng nhờ cái tiếng cơm của người đó mà được cái gì đó, thì cái đó gọi là một cái tạo mạo nữa của con người. Nó không phải là quần áo nữa, mà nó còn nó là một cái hình thức mua sang bán chặt. Thì cái người này có thể cũng là một sự thành kính, một sự thành kính thật. Nếu như mà đã quỳ xuống thì cũng thể là một sự thành kính thật, và đến quỳ xuống trước Chúa Giêsu và hỏi. Thì chúng ta tưởng tượng rằng là Chúa Giêsu có rất nhiều người theo Ngài, có rất nhiều người hỏi Ngài như cái người này, rất nhiều người hỏi Ngài như cái người này. Nhưng mà người này có một cái rất hay, đó là người này có đạo đức. Chữ đạo thứ hai tôi muốn chia sẻ với mọi người, đó là đạo đức. Là người này đến hỏi, thưa thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành chi? Hay là thưa thầy, tôi phải làm việc lành gì? Ở đây nha, chúng ta sẽ thấy được cái ưu điểm của người đàn ông này, người trai trẻ này, đó là nhất là trẻ tuổi này, thứ hai là giàu có này, thứ ba là có thể là có địa vị xã hội rồi, và thứ tư là người rất trọng lễ nghĩa và có tư cách trọng. Là gì? Là biết đến quỳ trước Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu này là người thầy của mình, đến quỳ trước này là hiện cái sự tôn kính người khác, tôn trọng người khác. Và ở đây cái nhân cách của người này cũng có thể là tốt nữa, bởi vì người này nói là tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đầu. Vì Chúa Giêsu không hiểu là người này có thử hay không, có thể là Chúa không cần phải quan tâm lắm, nhưng Chúa Giêsu biết người này rồi, cái gì cũng có hội tụ rất nhiều yếu tố tuyệt vời trong con người này rồi. Chúa Giêsu chỉ hỏi là tại sao ngươi lại gọi ta là người tại sao ngươi lại gọi ta là người này chỉ có một đấng này mà thôi. Câu này rất hay, câu này tôi đọc Kinh Thánh nhiều năm không hiểu được, tại sao tự dưng người ta hỏi Chúa lại nói câu là Chúa không trả lời gì cả, Chúa lại nói là tại sao ngươi lại gọi ta là người này chỉ có một đấng này. Ở đây Chúa Giêsu muốn nói cho người giàu biết là tại sao ngươi lại gọi ta người này, Chúa Giêsu truyền giáo của người này. Thực ra thì Chúa Giêsu là một người đến thế gian để mang tin lành đến. Thế là Ngài lúc nào cũng muốn nhắm tin lành phải được truyền đi. Và cái người này có thể là đã có đạo đức rồi thì đến đây hỏi việc lành. Thì Chúa Giêsu xưng mình là đứng Christ luôn, Chúa xưng mình là đứng Christ luôn. Ngươi hỏi việc lành, ngươi hỏi đứng lành, thực ra chỉ có một thôi. Ngươi hỏi ta, ngươi có ý gì? Có phải ngươi biết ta là đứng Christ phải đến hay không? Có phải ngươi biết ta là con Đức Chúa Trời không? Thì ở đây thể hiện rằng người trai trẻ này là người không tầm thường. Đó, ta tưởng tượng là trong một cái đám đông rất đông, Chúa Giêsu đi đâu cũng có một đám đông như vậy theo Ngài. Và cái người trai trẻ này đến để mua cái sự sang trọng này, thể hiện mình người có học thức, thể hiện mình người biết Chúa Giêsu là đứng Christ, thể hiện mình người giàu có, mình có nhân cách, có đạo đức, có diện mạo tốt, rất nhiều điểm cao. Nếu mà có một người đó, nếu mà có một người như thế đến với mình, thì mình sẽ thấy sao? Nếu mà mình ngồi được ăn cơm với ca sĩ Sơn Tùng thì mình sẽ thấy sao? Nếu mà mình bắt tay với Đàm Vĩnh Hưng thì mình sẽ tưởng tượng như nào? Có cái người này đang làm cái việc như thế này, rất hay. Nhưng mà Chúa Giêsu nhìn người này và Chúa Giêsu yêu, Chúa Giêsu không ghét người này đâu. Người này không ghét người này, người này hồi tụ rất nhiều yếu tố tốt. Nhưng mà tuy nhiên thì cách làm nó hơi lố một tí, nhưng mà Chúa cũng biết ngày này đâu, Chúa yêu người này. Và cái điều rất hay đó là khi Chúa yêu người này thì Chúa Giêsu yêu cầu người này bán ra tài, nhưng người này không làm được. Nhưng mà trước khi yêu cầu bán ra tài thì Chúa Giêsu hỏi là ngươi có biết các điều răn, ngươi có biết các điều răn không? Thì chúng ta biết 10 điều răn rồi, và Chúa Giêsu đọc lại 10 điều răn, nhưng mà trong này không có 3 điều răn đầu tiên.
đó là ngươi phải giữ hành nghỉ 5 ngày thánh này, ngươi phải tôn kính Chúa là Đức Trời, ngươi chỉ thờ phượng một mình Ngài, và ngươi đừng lấy danh của Đức Trời. Không có ba điều này mà có phải điều bên dưới thôi, có phải điều bên dưới thôi. Bởi vì Chúa Giêsu nói là ta là Đức Christ rồi, ngươi nói như vậy là ý ta là Đức Christ rồi, chứ không nặng lại, không làm lại cái đầu tiên đấy. Và người này nói rõ ràng lắm, nói chính xác lắm, là tôi đã giữ những điều này từ nhỏ rồi. Một người đạo đức rất tốt, nói là đạo đức rất tốt, tôi không biết là nói dối hay nói thật, nhưng mà nếu như người này đã nói như thế thì người này có đạo đức rất tốt, tức là từ nhỏ đã hiếu kính cha mẹ, đã không đi trộm cắp, đã ngoan hiền và tốt lành rồi, rất tốt. Trường cộng như này rất cao, trường cộng như này rất cao luôn. Và Chúa Giêsu nói là nếu những ngươi được trọn vẹn, nếu như ngươi muốn được trọn vẹn thì hãy bán hết gia tài mình rồi hãy đến theo ta. Thì ở đây có hai điều, đó là thứ nhất đó là ngươi phải làm hai việc, và cái việc thứ nhất là ngươi bán gia tài mình đi, việc thứ hai là ngươi đến theo ta. Câu người này hỏi là việc lành gì để tôi được vào nước thiên đàng hay được sống đời đời ấy? Tất cả ra hôm nay theo Chúa bởi vì lý do gì? Chúng ta cũng giống người đàn ông này thôi, chúng ta theo Chúa để được vào nước thiên đàng, để được sống đời đời, được tha tội và được cứu. Người đàn ông này cũng vậy, đến hỏi Chúa, tôi thôi, không hỏi tôi, không hỏi cho người khác, tôi hỏi cho bố mẹ tôi hay anh em gia đình tôi, chỉ hỏi tôi thôi. Thầy, trả lời với tôi, riêng tôi thôi, phải làm gì để có sự sống đời đời? Và Chúa Giêsu nói, nếu ngươi muốn được trọn vẹn, tức là những điều trước ngươi đã làm rất tốt rồi, điều trước ngươi đã làm rất tốt là như là muốn được trọn vẹn, diện mạo, tức là đạo mạo ngươi có rồi, đạo đức ngươi có rồi, bây giờ muốn được trọn vẹn thì bán hết gia tài đi. Thứ nhất là như vậy, thứ hai rồi thì đến theo ta. Chúa Giêsu không bảo người đó là mang gia tài ngươi đến nộp cho ta thì ta bán đi. Chúa Giêsu không bảo là ngươi dâng hiến cho ta hay là dâng hiến ở đền thờ, mà ngươi bán đi, tự phân phát cho người nghèo, tự phân phát cho người nghèo. Để nói về tiền bạc thì nó là rất nhạy cảm, tiền bạc thì nhạy cảm. Và tiền bạc nó là một trong những cái gọi là cội nguồn của những dục vọng và sinh ra tội lỗi. Nói về tiền bạc thì nhạy cảm lắm. Và ta tưởng tượng đi, bây giờ chúng ta sẽ làm gì để kiếm được một ngày 1 triệu, hoặc ngày 500 nghìn. Tháng vừa qua thì tôi đi lên Hà Nội và đi làm lắp điều hòa trong một công trường đó, việc từ 7 giờ tối đến 10 giờ đêm, hít bao nhiêu khí bụi. Tôi vác một cái bao mà tôi bỏ tì 35 cân, đi từ cổng công trường vào đến bên trong 50 mét, nhau tầng 3. Tôi đi được 3 vòng, cứ đứng thở. Mấy anh em ở trên Hà Bông, lại người tày họ xuống, họ khỏe lắm, họ đi 7-8, họ đi 7-8 chuyến, họ chẳng thở gì cả. Họ làm như là họ phát bông luôn, mặt họ tỉnh bước rồi. Mình nên mình đi làm cái thảo gốc để kiếm được 400.000 một ngày, 400.000 ngày công, quá khổ vất vả. Ta tưởng tượng nếu như làm gì để bây giờ giàu, làm gì để giờ có thật nhiều tiền, và trong cái tuổi trẻ nữa làm gì đây. Và nếu như người này là một người giàu mà không phải là bố mẹ để lại, không phải là của cái may mắn mà có được, mà của cái mồ hôi xương máu trí tuệ và sức khỏe làm ra, liệu có dám bán đi không? Trong câu chuyện của một người đàn ông đã neo lên cây sung để đón đợi Chúa, khi Chúa vào nhà ông đó, ông đó hứa là tôi sẽ bán gia tài mình để trả lợ, để trả cho những người mà tôi đã lừa dối hoặc lừa dối họ, và trả gấp tư luôn. Là bán của cải để phân phát người nghèo. Người đó làm được, nhưng cái của cải đó là cái của cải bất nghĩa, họ kiếm được một cách cũng vất vả lắm. Nhưng mà chúng ta tưởng tượng đi, một người trẻ tuổi, tôi phải cố gắng học hành bao nhiêu năm, làm việc cực khổ. Nếu mà cũng đúng là nói là phải nói là dùng từ cày thay cho từ làm, rất khổ nếu kiếm được số tiền. Mà bây giờ bắt tôi bán đi, mà không phải là tôi đến dâng cho Chúa nhé. Thằng Chúa bảo tôi mang đến nộp cho Chúa để Chúa giải quyết cho xong, tôi bán đi xong tự phân phát cho người nghèo. Tôi không làm được đâu.
Chú nói khó quá. Tôi có tạo mạo tốt rồi, diện mạo tốt rồi, không phục què, không vậy thật không đau gì ạ, tôi là người trẻ. Tôi có đạo đức rồi, vậy Chúa muốn hướng tôi đến cái đạo gì mà bắt tôi phải làm cái điều này, khó cho tôi quá. Thực ra, Matthew đang ngồi bên bàn thu thuế, Chúa Giêsu chỉ nói là hãy theo ta, chúng ta bỏ bàn thu thuế mà đi theo Chúa luôn. Không biết là có lộp đơn xin nghỉ việc hay không, không biết, khó luôn. Thế giờ răng ra cơ cũng vậy, đang làm đánh cá, đang làm đẹp trai, bỏ luôn. Nathanael nghe có, nghe anh Dê nói rằng có, Chúa Giêsu là người từ lúc trước chưa trời đến là rất biết đấy. Đến gặp Ngài và theo Ngài luôn, bỏ hết công việc. Sao những người đấy lại dễ dàng có như vậy, còn những người giàu này không làm được? Thực ra thì chúng ta thường chê bai người giàu lắm, nhưng chính chúng ta cũng là những người giàu này. Và tôi nghĩ là con cũng là người giàu. Chứ con không làm được, con không làm được. 400.000 con làm ra quá khổ. Bây giờ dâng 1/10 con cảm thấy rất tiếc đấy. Đôi khi mình như vậy, đôi khi mình giống như người giàu. Cái đạo mà Chúa Giêsu muốn truyền cho người giàu này là một cái đạo cao hơn cái đạo mạo và cao hơn cái đạo đức. Đó là đạo hạnh tâm. Đạo Phật thì gọi tắt là đạo hạnh. Đạo chúng ta nên gọi là đạo tấm lòng, đạo của lương tâm. Chúng ta sinh ra từ bé đến lớn thường được người khác truyền cho cái tư tưởng. Tư tưởng đó là người giàu thì là người không tốt. Và người giàu thì thường là người làm nhiều điều sai. Và người giàu thì thường là người ác. Và chúng ta thường khinh ghét người giàu. Nhưng thực ra tôi thấy trong năm tháng tôi sống đến bây giờ, tôi thấy những người nghèo là những người gây ra tội lỗi nhiều hơn người giàu. Tôi thấy như vậy, thấy mọi người đều khinh ghét người giàu. Và đặc biệt là khi họ đọc cái câu chuyện mà Lazarus ngồi bên ngoài cửa ốm và chết đói, nhưng mà người giàu có ăn nhưng không cho Lazarus ăn. Mọi người càng ghét người giàu hơn nữa. Nhưng mà đối với tôi thì tôi lại ngược lại, thấy người giàu là những người hay giúp đỡ người khác. Người giàu là người hay ban cho, người giàu là người biết ăn nói và họ thường nói rất hay. Đấy, người giàu là những người có học thức. Tôi thấy những người giàu toàn là những người tuyệt vời cả. Chỉ có một số những người giàu mà tham ô hoặc là những người giàu mà bất nghĩa thì đúng là họ có những cái nó không hay thật. Hoặc là có những người mà họ may mắn và dễ dàng đạt được sự giàu có đấy, dễ dàng đạt được sự giàu có đấy, thì họ coi khinh những người khác lắm. Bây giờ mà tôi mà làm một tháng là 30 triệu đấy, thì tôi dễ dàng coi khinh những người làm tháng 5-7 triệu lắm. Dễ dàng, bởi vì là người ta khó khăn mới làm 5-7 triệu, tôi dễ đạt được 30 triệu một tháng thì tôi dễ dàng coi khinh những người đó. Bởi vì anh không tài bằng tôi, anh không tài bằng tôi rồi. Nó đúng như vậy. Và cái chính xác là cái người giàu này cũng bị rơi vào trường hợp này. Có thể cái mức lương hoặc là cái sự kiếm tiền người này đang rất là nhiều. Đang rất là nhiều. Và người này kiếm tiền bằng cái sự tốt lành của mình thật. Tốt lành của mình thật. Chứ không phải là kiếm tiền bằng giá đâu. Và cái điều mà Chúa Giêsu dạy người này nghe thì buồn luôn. Chúng ta tưởng tượng là một người đang đến cầu xin việc này, đang phấn khởi, đang hào hứng, nghĩ rằng là mình là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, mình xứng đáng được vào thiên đàng hơn những người khác thôi, nghĩ là như vậy. Đến hỏi thử Chúa là xem tôi được vào thiên đàng không, muốn khoe với mọi người ở xung quanh đây này, muốn khoe với 12 môn đồ của thầy, muốn khoe với những người đi theo thầy và những theo mỗi người tùy tùng của tôi nữa, và những người đám đông hoặc là những người xung quanh ở đây là tôi là người xứng đáng vào thiên đàng. Không như thế, tôi còn có ở dưới đất này đạo đức và đạo mạo như vậy, khoe như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu nói thì mặt buồn luôn, thay đổi 180 độ. Và ở đây tôi sẽ học một cái điều: khi mà chúng ta sống với Chúa, chúng ta sẽ đón nhận những điều này. Chúa Giêsu ngó người này mà yêu. Chúng ta thường cầu nguyện với Chúa, xin Chúa yêu thương con và thương xót con. Nhưng thương xót là như thế nào? Thương xót là như thế nào? Chúa thương xót chúng ta, Chúa yêu chúng ta và Chúa bắt chúng ta phải bỏ nhà cửa, anh em, gia đình, bán gia tài. Chúng ta tin là Chúa đã yêu thương chúng ta. Chúa muốn, Chúa khao khát, Chúa ước mong, Chúa trông đợi người giàu này sẽ làm một việc. Có thể là Chúa còn hy vọng người giàu này sẽ thay thế chức vụ của Judas Iscariot khi nên Chúa muốn kêu gọi người này.
Và muốn đi theo Ngài thì ngươi phải làm giống 12 môn đồ, làm giống những người khác đang đi theo ta đây. Ngài bán cho Ngài đi. Nhưng mà về được làm đấy rồi đến mà theo ta, đến mà theo ta. Thủy Nguyên ngày hôm nay rất là giàu có. Từ cái ngày mà họ mở cái cầu Bính Hai xuyên qua đấy, cái dự án đó được khởi công ấy, thì 1 mét đất mặt đường đang là 4 triệu một tháng thì bây giờ lên 25 triệu, đang là 4 triệu một mét vuông đất giá bán ấy, thì bây giờ lên 25 triệu một mét vuông đất, thay đổi kinh khủng luôn. Những cái nhà ở bên trong đó, chân cầu Bính cũ đó, họ bán đất cũng được 10 mấy triệu, 18-19 triệu một mét đất. Thế là họ mua ô tô để nhà, sau đó họ đi học lái ô tô. Thì tôi lên trường học lái ô tô, tôi gặp họ nói chuyện nghe hay lắm, bởi vì là lúc này nhiều tiền nữa, có nhiều đất lắm. Vì cái đất đấy ngày xưa nó chỉ đất trồng cưới hoặc là bỏ không thôi, bây giờ bán được 10 mấy triệu, nên là họ nhiều tiền lắm. Nên họ học lái xe ô tô, tôi ngồi nói chuyện họ tôi buồn cười. Họ có nói một câu chuyện như thế này, đó là đất thì trước đây nó chỉ 45 triệu mét đất thôi, bây giờ thì được lên 25 triệu rồi, có những cái đoạn ở gần sát công đèo nó lên 30 triệu hoặc là 30 triệu không thể mua được. Nhưng mà nhà nước họ thu hồi để mở đường, họ cũng chỉ trả được 4 triệu một tháng, họ cũng chỉ trả được 4 triệu một mét thôi. Còn họ gọi là đền bù chỉ giá đấy thôi. Thì người dân họ bức bối lắm, họ lên họ tranh tụng. Thì gặp cái người ở sở đấy, người ta nói, thì các anh đang cầm cái gì trên tay? Cái người dân mới trả lời là, chúng tôi đang cầm đây là quyền sử dụng đất của chúng tôi. Bây giờ các anh lấy quyền sử dụng đất chúng tôi, các anh phải bồi thường chúng tôi bằng cái giá thị trường, các anh có thể giả giá được không? Thì cái người ở sở ta mới nói là, các anh nói đúng lắm, nói rất phải. Cái này là quyền sử dụng đất, chứ không phải là quyền sở hữu đất. Đất thuộc về nhà nước, nhà nước ban cho anh quyền sử dụng, chứ không ban cho anh quyền sở hữu. Anh chỉ có quyền sử dụng mà thôi. Và khi tôi học, tôi nghe được cái câu chuyện này, về tôi học cái phần Phật Kinh tôi hay quá. Thực ra cái người giàu này chỉ có quyền sử dụng tài sản của anh ta mà thôi, không hề có quyền sở hữu. Điều rất hay ở đây, Chúa Giêsu hỏi ngay từ đầu tiên, tại sao ngươi lại gọi ta là đấng nhân lành? Tại sao ngươi lại gọi ta là việc này? Bởi vì chỉ có một đấng lành mà thôi. Nếu như ngươi đã coi ta là Chúa, nếu ngươi đã tin ta, quỳ dưới trước ta để hỏi rằng làm sao không được ta, thì ta nói với ngươi phán ra này, ta muốn sử dụng cái quyền của ta, ta không chỉ sở hữu ngươi, ta muốn sở hữu cả tài sản của ngươi nữa. Và khi ta sở hữu rồi, ta muốn bỏ ngươi bán đi. Và Chúa Giêsu làm đúng cái quyền của ngài, Đức Chúa Trời bỏ cái quyền đó. Và khi tôi hát cái bài hát đó là, tôi không có gì trong thế gian này cả, tôi chỉ có Giêsu. Rất hay. Nhiều khi mình nằm mình nghĩ ấy, mình có nhà riêng này, có xe riêng này, có máy tính riêng này, có điện thoại riêng này, có rất nhiều thứ riêng hơn. Chú tôi thường trêu là sau này sẽ có vợ riêng đó, tức là một mình một vợ không chung đụng với ai cả. Nhưng mà đừng có con riêng là được, vợ riêng thôi, đừng có con riêng. Mình có rất nhiều thứ đấy. Nhưng mà khi mình nghĩ và nhìn về cái điều đó, mình tưởng rằng mình đang sở hữu, mình tưởng rằng mình đang sở hữu. Bởi vì cái số lượng bây giờ nó không phải nhỏ nữa. Thật rằng tôi không có gì, tôi chỉ có đau thương, tôi chỉ có khốn khổ, tôi chỉ có mất mát, tôi chỉ có một cuộc đời. Sao tôi không chấp nhận? Thì tôi dễ dâng cho Chúa lắm, tôi thuộc về Chúa. Nhưng bây giờ số lượng tài sản đang rất lớn, số lượng tài sản đang rất lớn và tôi đang có quyền sử dụng nó. Nhưng tôi lại tưởng nhầm rằng tôi đang sở hữu nó. Bởi vì cho nên tôi không thể làm được điều Chúa Trời Giêsu nói với chúng tôi. Và cái điều sai lầm ở đây đó là rất nhiều người tin rằng, nghĩ rằng người giàu sẽ được vào đất thiên đàng, nên họ sống một cái cuộc sống khổ hạnh, rất khổ để được vào đất thiên đàng. Họ không cầu sự giàu. Nhưng mà hôm nay tôi chia sẻ cho thầy, hãy nhớ là cái người này hỏi cho riêng bản thân ông ấy mà thôi. Và Chúa Giêsu ở đây khi trả lời cái câu hỏi này, đó là ngươi bán ra tài mình đi, tức là trả lời câu hỏi của anh ta ấy, thì anh ta không làm được, thì Chúa Giêsu có vẻ là bực một chút, hoặc là cái
buồn một chút hoặc là thất vọng một chút, bởi vì Chúa đang khát khao người này làm môn đệ Ngài, nhưng có thể Chúa đang có một cái cảm xúc gì đó trong người khi mà người này từ chối. Nên Chúa Giêsu mới nói rằng người giàu lớn thiên đàng làm khó. Nhưng mà trước đó có một câu, đó là người giàu mà cậy sự giàu có mình mà vào lớp thiên đàng. Bởi vì người ta đọc kinh thánh người ta không có đọc hết, đọc các kinh thánh mà không có đối chiếu hết ấy, thì nó sinh ra tà giáo. Người ta chỉ nghĩ là người giàu nó có được vào lớp thiên đàng nên là sống khổ thôi. Nhưng thực ra ở đây chúng nói là người giàu mà cậy sự giàu mà vừa vào lớp thiên đàng. Tôi dâng hiến thế là đủ rồi, phân mười là đủ rồi, tôi ban phát thế là đủ rồi, bán hết thì làm gì. Nhưng ở đây là cái điều đó là Chúa Giêsu nói là cậy sự giàu nhé, cậy sự giàu mà vào lớp thiên đàng. Và Chúa nói rõ là người giàu vào lớp thiên đàng là khó, tức là cậy sự giàu khó mà vào lớp thiên đàng thì khó. Và khó như là cả chỉ qua lỗ kim. Có nhiều người phân tích cái lỗ kim này đấy là cái lỗ ở dưới chân thành mà con lạc đà mà đi muộn hoặc là lạc đà mà trễ giờ có thể chui qua được. Lỗ kim này là một cái lỗ để lỡ bữa để chui vào, chứ không phải là một cái lỗ kim khâu, không phải là một lỗ kim khâu. Rất nhiều người giải thích như vậy, nhưng mà tôi thì cũng tin như vậy, Cái thời kỳ mà Chúa Giêsu giáng sinh thế gian này, thời kỳ này là thời dân Israel đang bị đô hộ, đang bị xâm chiếm, đất nước này đang bị chiến tranh. Nếu như ở dưới cổng thành có một cái gì đó thể chui qua được thì kẻ thù nó thể chui qua được. Cho nên tôi không tin rằng là Chúa Giêsu đang ví ở đây cái lỗ kim là ở dưới chân nó có cửa nhỏ để con lạc đà thì chui qua được. Không tin như vậy. Con lạc đà to ngang con người to hơn, con lạc đà chui qua được thì con người chắc chắn chui qua được. Nó thử là vài tháng tử nó chui qua được. Cho nên tôi không tin, tôi tin rằng là Chúa nói ở đây ví đó là sự thật. Đó là lạc đà, và lỗ kim là lỗ kim khâu đó là chuẩn đấy. Và các môn đồ thì sợ lắm, môn đồ của Chúa Giêsu thì sợ rồi. Chúa Giêsu nói rằng là thầy nói như vậy thì ai còn được vào lớp thiên đàng nữa. Thì thật ra ai cũng có của, họ không phải là giàu có hẳn đâu, nhưng họ cũng phải có của một tí. Chúa nói thế thì chỉ có những người nghèo, những người thu thuế bỏ bán hết ra lại rồi mới lại những người phường đi vào lớp thiên đàng sao? Chỉ có những người nghèo khổ, những người bệnh tật, những người tay trắng mới được vào lớp thiên đàng. Thực ra nhá, chúng ta đọc trong sách Cựu Ước của Kinh Thánh này, khi ông Giô-suê lao vào chiếm đất hứa, dẫn dân Chúa đi vào chiếm đất hứa đó, sau khi chiếm được rồi, Chúa chia cho mỗi người, mỗi xuất đinh đều có đất để có của cải riêng của họ. Ai có của? Từ ngày đó về sau nhé, ai được có của? Nếu chúng ta đọc, chúng ta thấy là nếu như ai mà nghèo quá họ bán đi ấy, thì 50 năm sau nhé, thì đất đó sẽ trở lại với họ, không phải chuộc. Thì gọi là năm hoan hỷ, đến năm hoan hỷ, tức là 7749 năm thì đến năm 50 là năm hoan hỷ nhá, cái đất đó trở lại họ. Ví dụ tôi nghèo quá, cái đất này là trước chú ban cho tôi, nghèo quá không có của nhưng mà tôi nghèo quá, bây giờ tôi phải bán cái đất này đi để nuôi vợ nuôi con tôi, thậm chí tôi bán cả thân thể mình đi làm lô lệ để có thể nuôi vợ nuôi con tôi. Nhưng mà đến năm 50, tức là ví dụ tôi bán vào năm 25 tuổi, tôi bán tôi đi 75 tuổi, đến năm hoan hỷ tôi được tự do, lúc nào cũng có của, người lúc nào cũng có của. Cho nên là cái việc ở đây chúng ta thấy là ông Phi-e-rơ ông hỏi rất là hay. Chú nói như thế thì ai còn được vào nước thiên đàng nữa? Chú nói như thế thì ai được vào nước thiên đàng? Thực ra Chúa ở đây có một gì đó, nó là cái cảm xúc của Chúa. Chúa muốn nói cái người trai trẻ đó để cái người đó nghĩ lại, chú ước ao. Và Chúa cũng muốn nếu như chúng ta rơi vào trường hợp người trẻ này, chúng ta chưa dám dâng hiến, chưa dám ban phát, chưa dám làm qua lời Đức Chúa Trời, chúng ta hãy suy nghĩ lại. Nếu đôi khi Chúa nổi giận một chút, nhưng Chúa vẫn còn yêu chúng ta. Và chúng ta, Chúa khao khát nghĩ lại. Có thể là tôi chưa làm được việc này. Tôi có ông bác, cái gì cũng đi mượn, mượn nhiều quá không cho mượn nữa. Và nhiều khi tâm lòng không mở ra không cho mượn. Nhưng mà nghĩ lại, theo lời Chúa, có thể mình chưa làm được nhưng phải nghĩ lại. Có thể người giàu này cái lúc này người ta bỏ về, nhưng có thể người ta bỏ về buồn bực, nhưng người ta biết đâu người ta về người ta bán gia tài thì sao? Có thể đấy. Ở đây trong Kinh Thánh không hề chép là người này không bán gia tài. Ở đây trong Kinh Thánh không hề chép điều đó. Chúa Giêsu kể một câu chuyện là có hai người con, người cha nói rằng bây giờ có cái việc này ở gần nhau,
máy ra làm, sai thằng Anh cãi. À, thằng Anh nói vâng nhưng không làm. Thế là thằng Anh nói vâng không làm, thế thằng Anh không làm. Thì người cha sai thằng em. Thằng em cãi lại. Nhưng về sau ăn năn thì một người nói nhưng không làm, một người vâng vâng dạ dạ nhưng không làm, một người cãi lại. Nhưng là biết đâu cái người trai trẻ này là người cãi lại đời Chúa, có thể buồn không bị đáp lời gì cả, buồn lắm. Bởi vì ta tưởng tượng ấy, chúng ta làm ra tiền bạc khổ thế bây giờ bán đi, có thể người ta chưa làm được ngay, nhưng biết đâu người ta nghĩ rằng thì người đó vẫn được coi là người vâng lời. Và nếu như chúng ta không đạt được sự vâng lời ngay lập tức với Chúa thì chúng ta hãy đạt sự vâng lời trong sự nghĩ này. Bởi vì đạo hạnh không phải một lúc mà có ngay được, phải tu rất nhiều lắm. Họ đứng tu rất nhiều lắm, đạo hạnh không thể có ngay. Và Chúa cho chúng ta thời gian còn sống trên đất để nghĩ lại. Điều này rất là hay. Và việc thứ hai đó là đến mà theo Chúa, đến theo Chúa. Chưa vâng lời Chúa thì chưa theo được Ngài đâu. Chưa theo được Chúa thì chưa vâng lời Chúa thì chưa theo được Ngài đâu. Còn ba chữ đạo đã xong thì kết ở đây, thì tôi sẽ chia sẻ một chút, nó hơi ngoài thì cho anh em có thể hiểu. Đó là các đạo khác ấy, thì dạy về cái chữ đạo hạnh này, chữ đạo của tấm lòng này. Đó là cũng giống như Chúa dạy thôi, cũng giống như Chúa dạy thôi. Đó là từ khi mắc ái, đó là không tham sự giàu có, cũng giống như Chúa dạy. Não tử thì dạy không đúng rằng ở sống ở trên đời xuân hạ thu đông một năm bốn mùa, sống không có gì là vui, không có gì là buồn, không có gì là tốt và không có gì là xấu. Sống trong trời đất, hòa mình vào trời đất thì đó là thiện. Tạo nếu là một món đồ quý giá thì họ sẽ tranh giành, họ cướp lấy, họ giữ cho mình. Nếu như là một thức ăn ngon ngọt, một sản vật trên đất, họ sẽ cướp lấy mà dân không mua, chắc chúng ta chẳng được hưởng. Nhưng điều ở đây, đạo không thuộc về ai cả, đạo là một trời, đạo là Chúa. Và Chúa Giêsu nói ta là đường đi chân lý và sống, đạo chính là đường đi, và Chúa Giêsu nói chúng ta là đạo. Chúa Giêsu muốn người này đến và theo Ngài, và chúng ta sẽ theo Chúa Giêsu với cái muốn này. Các đạo khác, đạo của lão giáo thì dạy là đi vào sự hư không, không vui, không buồn, không có gì cả, không, sống chỉ hòa mình ở trái đất là đủ. Thì tức là đạo của lão giáo là không có thần, nhưng có đạo. Đạo Phật thì dạy đạo y hệt như đạo của Chúa, nhưng mà dạy thờ. Và các đạo khác thì chúng ta biết rồi, trong đó đều có một tí để đứng trời nhưng đều được xuyên tạc cả. Và đạo nhiều nhất thế giới là đạo của Thánh Tư Giáo. Thì hôm nay chia sẻ các đoạn video này, biểu thông là của Thánh Tư sẽ không hiểu nhầm. Và chúng ta sẽ có một cái đạo, đó là đạo hạnh, đạo của tấm lòng. Đạo tấm lòng, đó là biết yêu thương, biết chia sẻ, biết ban cho. Và cái đạo của tấm lòng này trong đạo của Chúa đó là vâng lời Ngài, vâng lời Ngài là vâng, vâng lời. Có thể Chúa bảo cái anh này bán gia tài đi, nhưng có thể Chúa không bảo người khác bán gia tài. Nếu như ai cũng bán gia tài đi thì đạo Chúa thành đạo nghèo, bán cái cũng không đúng, đúng không? Thì cho nên là cái sự kêu gọi là sự kêu gọi riêng cho anh ta thôi. Và chúng ta theo Chúa, chúng ta sẽ có sự kêu gọi riêng của bản thân mình, để có sự kêu gọi riêng hết, tất cả đều có. Và có thể khi nào một ngày đó thì sửng sốt, Chúa bắt chúng ta phải làm cái việc không thể làm, bởi vì đó là cái việc mà Chúa làm, việc như Chúa bảo Abraham là cứ bỏ đi đến cái nơi mà ta chưa chỉ cho ngươi, nhưng mà cứ đi chúng ta nói này là ngôi xe Chúa bảo cứ đi về đất nước giải cứu họ đi, rồi ta sẽ bỏ ngươi về nơi khác.
và các người khác chúng kêu gọi như vậy. Tất cả họ đều từ chối. Trong Kinh Thánh, người đầu tiên tranh luận với Chúa chính là Abraham, người đầu tiên cãi nhau với Chúa chính là Môi-se, và người đầu tiên vật lộn với Chúa chính là Joseph. Họ vật lộn cũng được, họ cãi nhau cũng được, họ tranh chiến với Chúa cũng được. Và cả cái Zola, ta thấy Zola còn hờn dỗi Chúa cũng được, không sao cả. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn hãy vâng thần, sẽ không làm được ngay, nhưng nghĩ lại thì sẽ vâng thần. Và đó là tất cả những gì mình chia sẻ với ngày hôm nay.